Summer Kid Camp là show diễn nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các bé trong mùa hè này. Bên cạnh đó cũng là cơ hội và sân chơi để các nhà thiết kế ra mắt những bộ sưu tập đến với các bé. Với show diễn Summer Kid Camp, hãy cùng theo dõi xem nhà thiết kế sẽ mang đến show diễn bộ sưu tập nào nhé! Bộ sưu tập nhiệt đới lấy cảm hứng từ thiên nhiên với những gam màu nổi bật như màu xanh, vàng và những cái họa tiết hoa cũng như là kẻ sọc tự nhiên sẽ giúp cho mẹ và bé trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Thiết kế trên nền chất liệu 100% cô tông sẽ giúp cho các mẹ và các bé năng động hơn trong ngày hè nắng nóng, cũng như những cái chất liệu von lụa sẽ giúp cho các mẹ và bé trong những tiệc tối trở nên nhẹ nhàng, thoải mái và xinh xắn hơn. Dạ, rất là đẹp và cũng rất là lạ và cũng mới. Những bộ hôm nay rất là đẹp, có nhiều sự lựa chọn cho con. Và bộ sưu tập thứ hai đó là bộ sưu tập quý tộc. Bộ sưu tập quý tộc này lấy cảm hứng từ nàng công chúa Lọ Lem khoác lên mình chiếc đầm dạ hội dài thước tha, thiết kế trên những nền chất liệu ren hoa nổi 3D. Những chất liệu von ánh kim và von lụa sẽ biến mẹ và bé trở nên lộng lẫy, lung linh hơn trong những bữa tiệc tối. Với cái bộ trang phục hôm nay Dương Nghi đang bận thì Dương Nghi cảm thấy rất là thoải mái và thời trang và phù hợp cho mùa hè năm nay. Thông điệp cho các anh chị là dù các anh chị có bận rộn đến đâu trong cuộc sống hàng ngày, có ít thời gian dành cho bản thân đến đâu, ba sẽ trở nên sang trọng hơn, mẹ sẽ trở nên sành điệu hơn và bé sẽ trở nên xinh xắn hơn.